Tử vi cung Kim Ngưu từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8 năm 2020. Dự báo tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy những Kim Ngưu còn độc thân, không có mấy hứng thú với chuyện yêu đương. Vì vậy nên dù có người tiếp cận, bạn cũng tìm cách từ chối khéo léo. Nếu bạn đã có nửa kia, bạn hãy dành nhiều thời gian để quan tâm và trò chuyện với người ta hơn. Nếu không thì nửa kia cũng sẽ cảm thấy bạn quá lạnh lùng đấy. Trong tuần này, nhờ việc giỏi ngoại giao đã hỗ trợ bạn rất nhiều trong công việc. Bạn biết như thế nào để chăm sóc cũng như đáp ứng nhu cầu của người khác. Vì thế, những người khác sẽ rất sẵn lòng để giúp đỡ bạn. Bên cạnh đó, đôi lúc thì bạn để cảm xúc ảnh hưởng tới công việc, vì thế thì cần phải kiểm soát bản thân một chút thì mọi việc sẽ được suôn sẻ. Dù đã có cố gắng tiết kiệm nhưng cung hoàng đạo này vẫn phải chi tiêu tiền khá nhiều. Trong khoảng thời gian này, bạn tiêu nhiều tiền hơn và thậm chí là có người lâm vào tình trạng nợ nần. Chính vì thế thì hãy lên kế hoạch chi tiêu một cách rõ ràng và hợp lý nhé. Sức khỏe của bạn cũng không được tốt, bắp chân, đùi của bạn cũng thường xuyên có cảm giác khó chịu, nên hãy để ý tới sức khỏe của bản thân, đừng quên tập luyện thể dục với mục đích tăng cường sức khỏe và bảo vệ chính mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hãy để lại cho chúng tôi một like, một đăng ký để xem tử vi chính xác nhất mỗi ngày.